ai kia, ai kia, ai đây, thì anh này cũng giờ đi học, anh còn đây đây là gì vậy? Nhưng một cái tượng này chú đeo chắc phải mấy ngày nhỉ? Loại loại cây cực này, cây cung, cây nhẹ để làm nhẹ. Này thường thường ví dụ mộ người chết là mình làm mấy cái này luôn hả chú? Tám cái đấy về nhiều người làm chứ một người làm sao kiểu? Một người làm được, một người là như ngày 80 ngày. 90 ngày. Cái này mình làm bằng gỗ gì chú? Gỗ này. Cái này phải gỗ khô chứ phải không? Gỗ khô. Nó ngót. Khô tươi là làm nhẹ. Như cái tượng mà để tay này nghĩa là gì chú? Tay làm tay thôi. Ý là cái tượng này nghĩa là gì? Cái có thấy nhiều tư thế lắm, có hình này cái chú kia đéo hình khác kìa. Nghĩa là gì chú? Cái này nó có mẫu không hay là mình tự nghĩ ra mình tự đục tiền? Đây hả? Dạ. Tôi đang buồn. Đang buồn. Buồn vội nó chết. Dạ. Nó chết được buồn. Dạ. Cái này như đâu phải ai cũng đục được không chú? Tức là phải như trong làng có người biết đục có người không biết đục chứ không? Ít người thôi. Có 2-3 người. À. Cái này phải học chứ phải không? Có người dạy chứ? Không. Tuy mình coi người ta thôi. À. Mình đi huyện khác là mình theo dõi ấy. À, mình xem người ta làm rồi mình làm theo. Đấy, cái này năng khiếu như là làm theo. Cái này làm xong có sơn gì không chú? Không, nó không cho sơn. Để vậy luôn. Là lấy rìu vạc bên này. Phải lấy đồ đập chứ. Đi đeo bảng nghệ nhân lên luôn đó hả? Em nghệ nhân luôn đó hả? Dạ. Nhìn trẻ vậy mà. Dạ, có nghề rồi anh à. Nghề hả? Anh đừng khen thưởng em. Vải bình thường mình mua, sợ ngoài mình mua.
còn cái này thì